Ngày 30 tháng 8, Hội khuyến học dòng họ Dương An Châu một phường Mỏ Chè đã tổ chức đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhận thức được tầm quan trọng của việc học, học để hiểu biết, học để làm người, các gia đình dòng họ Dương An Châu một đã tập trung dạy dỗ, đầu tư, động viên cho con cháu ăn học hết khả năng. Đến nay đa số các hộ trong dòng họ đều có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống ngày càng phát triển đi lên. Trải qua một nhiệm kỳ 5 năm hoạt động, dòng họ đã có 19 cháu của 35 gia đình tham gia khuyến học có trình độ đại học và trên đại học. Đặc biệt từ năm 2010 đến nay, các cháu học hết cấp 3 đều thi đỗ đại học. Cũng trong nhiệm kỳ, dòng họ đã khen thưởng cho trên 90 em đạt thành tích trong học tập với tổng số tiền trên 16 triệu đồng. Chi khen thưởng cho các cá nhân và gia đình tiêu biểu 2 triệu đồng. Ngoài những phần thưởng của hội nêu trên, nhiệm kỳ qua các cháu còn được thêm phần tặng thưởng của công ty Phúc Lộc Thịnh do ông Dương Quang Thiện là hội viên của dòng họ làm giám đốc, tổng giá trị mỗi năm là 8 triệu đồng. Có thể thấy sau 5 năm, dòng họ Dương An Châu Một đã duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động khuyến học. Các hội nghị tôn vinh khen thưởng đều được tổ chức trang trọng, thu hút toàn bộ các bậc phụ huynh và học sinh đến dự, tham gia nhiều ý kiến để hoạt động khuyến học khuyến tài ngày càng phát triển. Công tác khuyến học đã thúc đẩy những em chưa đạt được thành tích cao, có động cơ phấn đấu rõ rệt dòng họ không có học sinh bỏ học mắc các tệ nạn xã hội. Các thành viên trong dòng họ cũng có dịp trao đổi kinh nghiệm về hình thức giáo dục con em mình ngày một tốt hơn. Đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí, quyết tâm đưa dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập tiêu biểu.